thanh niên gốc Việt bị buộc tội bắn chết thiếu niên 15 tuổi tại bữa tiệc. Xác định danh tính kẻ xô hai người phụ nữ châu Á xuống vách đá gây tử vong. Nghi phạm gốc Việt bị bắt với cáo buộc tấn công nghiêm trọng, đánh đập người trong gia đình. Người mẹ châu Á và thai nhi bị vô cớ bắn chết trong xe chờ đèn đỏ. Người phụ nữ gốc Việt giết bạn trai lãnh án 45 năm tù. Bác sĩ phẫu thuật tim gốc Á bị đánh chết khi tranh chấp trên đường. Người phụ nữ châu Á bị buộc tội bắn chồng trong khi tranh cãi kẻ chạy trốn bị truy nã có thể đang làm việc ở khu vực Las Vegas với tư cách là thợ xăm mình. Kính chào quý vị đã đến với Người Việt Weekly. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong tuần. Thanh niên gốc Việt bị buộc tội bắn chết thiếu niên 15 tuổi tại bữa tiệc. El Paso, Texas, các thám tử của cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi về tội giết người trong tuần này, liên quan đến vụ bắn chết một thiếu niên tại một bữa tiệc ở thành phố Horizon hai tháng trước, các quan chức cho biết. Anthony Nguyễn Duenas bị cáo buộc giết Ryan Romero, 15 tuổi và làm bị thương một phụ nữ trong vụ nổ súng vào ngày 16 tháng 4 tại một bữa tiệc trên con đường sa mạc ở thành phố Horizon. Nguyễn Duenas, ở West El Paso, đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc giết người và tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người sau một cuộc điều tra kéo dài các quan chức của cảnh sát cho biết. Anh ta đang bị giam giữ với tổng số tiền thế chân là 1 triệu 150 ngàn đô la tại nhà tù quận El Paso. Các quan chức của cảnh sát trưởng trước đó đã nói rằng, vụ nổ súng xảy ra trong một cuộc tranh cãi giữa hai người đàn ông vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng trong một bữa tiệc có hơn 200 người tham dự trên phố Batavia. Trong cuộc tranh cãi, một trong những người đàn ông rút súng ngắn và bắn nhiều phát về phía những người dự tiệc khác. Romero, học sinh năm thứ hai tại trường trung học Bel Air, bị bắn và được đưa đến bệnh viện, và sau đó đã chết. Một người phụ nữ được điều trị tại bệnh viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Việc bắt giữ Nguyễn Du Enax diễn ra chưa đầy một tuần, sau khi văn phòng cảnh sát trưởng yêu cầu công chúng giúp xác định danh tính bốn người đàn ông trong bức ảnh mà các nhà điều tra muốn thẩm vấn có liên quan đến vụ nổ súng. Không biết liệu Nguyễn Du có phải là một trong những người đàn ông trong bức ảnh, hay có bất kỳ mối liên hệ nào với nhóm này hay không? xác định danh tính kẻ xô hai người phụ nữ châu Á xuống vách đá gây tử vong. Bavaria, Đức Quốc Một du khách người Mỹ bị cáo buộc đã đẩy hai người phụ nữ châu Á xuống vách đá cao 160 feet từ tòa lâu đài lấy cảm hứng từ bộ phim Cô bé lọ lem của Disney, đã được xác định là Troy Bolin, 30 tuổi đến từ Lincoln Park. Bolin đang đến thăm Đức bằng thị thực du lịch khi anh ta bị cáo buộc đẩy hai phụ nữ châu Á xuống một vách đá cao gần lâu đài Neuschwanstein ở Bavaria. Nghi phạm hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người, cố ý giết người và cố gắng tấn công tình dục sau cái chết của Eva Liu, 21 tuổi. Bạn của nạn nhân, Keo say Chang, 22 tuổi, đã sống sót một cách đáng kinh ngạc khi bị đẩy xuống cùng một khe núi với bạn của cô sau khi cô được chặn lại bởi một nhánh cây. Bolin đang ở tại một khu nhà trọ ở thị trấn Oberstock và bị bắt tại hiện trường. Đoạn video cho thấy anh ta bị còng tay dẫn đi. Nghi phạm 30 tuổi sống với anh trai Trevor trong một ngôi nhà một tầng cách Detroit khoảng 20 phút. Những người hàng xóm mô tả Bolin là người trầm lặng và không mấy thân thiện, đồng thời cho biết hai anh em thường đi vắng trong thời gian dài. Bolin theo học trường trung học Allen Park gần Detroit và các bạn học cũng mô tả anh ta là người nhút nhát và kín đáo. Các nguồn tin khác cho biết Bolin có một cô gái châu Á cùng nhiệt và anh ta được cho là đã dành phần lớn thời gian để chơi game trong thư viện hội còn học trung học. Lưu và Trang đang trong chuyến đi ăn mừng lễ tốt nghiệp của họ. Các nhà chức trách cho biết hai người phụ nữ đã gặp Bô Linh gần cây cầu bắc qua một hẻm núi nhìn ra lâu đài. Nghi phạm 30 tuổi này đã thuyết phục hai người phụ nữ đi theo anh ta đến một địa điểm thường được sử dụng để chụp ảnh lãng mạn. Các nhà điều tra cho biết đó là khi anh ta tấn công Lưu và khi cô Trang chạy đến giúp đỡ, thì bị xô xuống một vách đá dựng đứng. Bô Linh sau đó đã cố gắng tấn công tình dục Lưu trước khi đẩy cô xuống vách đá khiến cô bị thương nặng cả hai người phụ nữ đều được trực thăng đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi Liu đã qua đời vì vết thương. Chang đã được xuất viện. Bolin bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau một cuộc săn lùng lớn. Anh ta sẽ bị xét xử ở Bavaria và sẽ không bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. nghi phạm gốc việt bị bắt với cáo buộc tấn công nghiêm trọng, đánh đập người trong gia đình. Pocatello Idaho, một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt hôm thứ Tư, sau khi cảnh sát nói rằng anh ta dùng dao đe dọa một người đàn ông khác và đẩy một phụ nữ, khiến cô vấp ngã và bị thương ở đầu trên bồn tắm. Trọng Tuấn Huỳnh, ở Pocatello, đã bị buộc tội hành hung nghiêm trọng và tội hành hung gia đình sau vụ việc, bắt đầu xảy ra vào khoảng một giờ sáng bên trong một ngôi nhà ở phía bắc Pocatello. Cảnh sát đã được điều động đến ngôi nhà sau khi nhận được báo cáo về một vụ cãi vã trong nhà. Khi đến nơi, các cảnh sát đã liên lạc với Tuấn Huỳnh, nhưng không thể thẩm vấn vì anh ta chỉ có thể nói tiếng việt cảnh sát cho biết một người phụ nữ được tìm thấy bị thương trong nhà với một vết rạch lớn ở phía sau đầu đang chảy máu nạn nhân sau đó đã được chuyển bằng xe cứu thương đến trung tâm y tế để điều trị theo báo cáo của cảnh sát người đàn ông nói rằng anh ta đã bị đe dọa bằng dao người này giải thích tình hình bắt đầu khi tuấn huỳnh và người phụ nữ cãi nhau người đàn ông đang ở tầng dưới với vợ khi cuộc cãi vã nổ ra nên anh ta lên tầng trên để cố gắng tách tuấn huỳnh ra khỏi người phụ nữ người đàn ông nói với các cảnh sát rằng người phụ nữ đang cố gắng chặn tuấn huỳnh trong phòng tắm của nhà thì nghi phạm đẩy người phụ nữ khiến cô ta vấp ngã ra sau và đập đầu vào bồn tắm sau khi người phụ nữ bị thương người đàn ông cố gắng tách tuấn huỳnh và người phụ nữ ra xa hơn dẫn đến việc nghi phạm lấy một con dao từ trong bếp và dùng nó đe dọa người đàn ông người phụ nữ sau đó đã lấy được con dao khỏi tay của tuấn huỳnh nhưng anh ta lấy một con dao khác từ nhà bếp và một lần nữa đe dọa người đàn ông trước khi người phụ nữ có thể lấy vũ khí của anh ta một lần nữa vợ của người đàn ông đã gọi 911 và cảnh sát đến ngay sau đó. Cảnh sát đã phỏng vấn người phụ nữ bị thương tại bệnh viện, nơi họ có thể xem lại cảnh quay camera an ninh từ bên trong ngôi nhà có sẵn trên điện thoại di động của cô. Các cảnh quay camera an ninh khớp với những gì người đàn ông mô tả với các sĩ quan, cảnh sát cho biết. Tuấn Huỳnh sau đó bị bắt và đưa vào nhà tù quận nóc ở Pocatello. Anh ta xuất hiện trước thẩm phán quận 6 trong phiên điều trần buộc tội vào thứ tư, sau đó trả tiền thế chân vào thứ sáu và được ra tù. Tuấn Huỳnh sẽ trở lại tòa án vào ngày 5 tháng 7 để xét xử sơ bộ, nếu bị kết tội hành hung nghiêm trọng, Tuấn Huỳnh phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt là 5.000 đô la. Người mẹ châu Á và thai nhi bị vô cớ bắn chết trong xe chờ đèn đỏ. Seattle, Washington Các công tố viên ở quận King đã đệ đơn cáo buộc giết người đối với người đàn ông bị buộc tội bắn vào ô tô của một gia đình tại một giao lộ trong khu phố Beltown, giết chết một phụ nữ châu Á đang mang thai cùng thai nhi trong bụng của nạn nhân. Cô đeo Gugbi, 30 tuổi, bị cáo buộc đã lặp lại những từ tôi đã làm điều đó khi anh ta bị bắt tại giao lộ của đại lộ số 4 và phố Lenora vào thứ ba, theo các tài liệu buộc tội. Văn phòng luật sư công tố quận Kiên đã buộc tội Gugbi tội giết người cấp độ 1 và cố ý giết người liên quan đến vụ nổ súng. Gugbi bị buộc tội giết Aina Kun, 34 tuổi, người đang mang thai 32 tuần khi cô qua đời. Chồng của Kun, anh Sung Kun. 37 tuổi, bị thương trong vụ nổ súng nhưng sau đó đã được xuất viện. Con của Aina Kun cũng đã chết, mặc dù các công tố viên cho biết hôm thứ Sáu rằng vẫn chưa xác định được liệu đứa bé còn sống hay đã chết vào thời điểm cô được sinh ra. Kasey Magnetani thuộc văn phòng công tố quận Kiên cho biết, ngay bây giờ, chúng tôi đã buộc tội những tội ác mà chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể chứng minh ngoài sự nghi ngờ hợp lý. Tính đến chiều thứ Sáu, hồ sơ y tế chi tiết về ca sinh của Kun vẫn đang được văn phòng giám định y khoa quận Kiên cảnh sát xứ tù và các công tố viên xem xét để xác định xem có thể nộp thêm cáo buộc liên quan đến cái chết của em bé hay không. Theo luật của bang Washington, một người chỉ có thể bị buộc tội giết người vì cái chết của một người được sinh ra còn sống, và các công tố viên vẫn đang chờ thêm thông tin, các quan chức cho biết. Cảnh sát mô tả vụ giết người như một vụ hành quyết trong một báo cáo được đệ trình lên tòa thượng thẩm quận Kiên. Guppy bị cáo buộc đã tiếp cận chiếc Tesla màu trắng của cung khi họ đang đợi đèn đỏ vào thứ Ba, ngày 13 tháng 6, Khoảng 11 giờ 15 phút sáng, các thám tử cho biết video giám sát cho thấy Guppy nổ súng vào cửa sổ bên tài xế của chiếc xe quân mà không có sự khiêu khích hay tương tác nào. Cộng đồng Seattle đã bày tỏ sự sốc và tức giận sau vụ sát hại quân. Cảnh sát trưởng Seattle Adrian Diaz cho biết vụ án này là một trong những vụ tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong 26 năm làm việc với sở. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Diaz cho biết các sĩ quan trước đó đã xử lý Guppy khi có cuộc gọi điện về sức khỏe tâm thần của anh ta. Diaz nói, họ đã biết về chủ đề này trong quá khứ, vì vậy họ nhận thức rất rõ về một số vấn đề sức khỏe tâm thần mà anh ta gặp phải. Theo một báo cáo bắt giữ, khẩu súng mà Guppy dùng để giết Aina Kun và con gái của cô đã bị đánh cắp từ Lết Quốc. Diaz cho biết hôm thứ Sáu rằng các nhà điều tra đang kiểm tra khẩu súng để xem liệu nó có liên quan đến bất kỳ tội ác nào khác trong khu vực hay không. Guppy đang bị giam tại nhà tù quận Kiên với số tiền bảo lãnh 10 triệu đô la. người phụ nữ gốc Việt giết bạn trai lãnh án 45 năm tù. Cô Liệt Station, Texas. Một phụ nữ đã bị kết án 45 năm tù sau khi nhận tội giết người. Theo văn phòng biện lý quận Brazos, Khanh Phan, 45 tuổi, đã bị kết án vì tội giết Jeff Blankley vào năm 2021. Cảnh sát Cô Liệt Station cho biết Blankley bắt đầu khiếu nại hung thủ về hành vi quấy rối chỉ 5 ngày trước khi ông ta bị sát hại. Khanh Phan đã bị bắt sau khi đi theo Blankley đến khu chung cư của nạn nhân nơi bà ta đã có một cảnh báo tội phạm đang hoạt động, theo sở cảnh sát cô Liệt Station. Blankley cũng nói với cảnh sát rằng Khanh Phan đã lấy trộm chìa khóa xe và đặt một thiết bị theo dõi GPS trong xe của nạn nhân. Sau khi ra tù, cảnh sát cho biết hung thủ đã thuyết phục nạn nhân gặp mình tại một doanh nghiệp địa phương và bắn ông ta trong xe của mình. Trong quá trình điều tra vụ giết người, cảnh sát phát hiện ra rằng khẩu súng ngắn được sử dụng trong vụ án đã được mua gần đây. Sau khi khám xét, họ phát hiện ra biên lai tại nhà của Khanh Phan hành vi rình rập sau khi chia tay là cực kỳ nguy hiểm đối với nạn nhân cả nam và nữ văn phòng của chúng tôi sẽ đứng vững để bảo vệ các nạn nhân bị theo dõi và bạo lực gia đình để đảm bảo rằng mọi người có thể rời khỏi một mối quan hệ nguy hiểm và bạo lực một cách an toàn văn phòng biện lý quận brazos cho biết văn phòng luật sư quận cho biết thêm rằng một cuộc tìm kiếm các thiết bị điện tử của khanh phan đã tìm thấy lịch sử tìm kiếm gần đây về luật sử dụng súng và hình phạt có thể xảy ra đối với việc bắn và giết một người nào đó Bác sĩ phẫu thuật tim gốc Á bị đánh chết khi tranh chấp trên đường. Brooklyn, New York. Một bác sĩ phẫu thuật tim đã chết sau khi bị đánh gục trong một cuộc ẩu đả trên đường hồi đầu tháng này. Nạn nhân được mô tả là một bác sĩ xuất sắc và là người cha yêu quý của hai đứa con. Bác sĩ Jamie Jung, 56 tuổi, là bác sĩ phẫu thuật tim mạch lồng ngực ở Manhattan. Ông chết vì chấn thương sọ não vài ngày sau khi một người đàn ông Mỹ gốc phi đấm vào mặt và khiến ông ngã xuống đất ở Crown hay vào ngày 8 tháng 6 các nhà chức trách cho biết Dexter Alexander, 31 tuổi, đã xảy ra tranh chấp trên đường với Dung vào khoảng 11 giờ 30 phút tối. Vào ngày 8 tháng 6, trong lúc cãi vã, Alexander bị cáo buộc đã đấm vào mặt Dung, khiến ông ngã xuống đất và đập đầu xuống vỉa hè. Dung được đưa đến bệnh viện King County, nơi ông qua đời vào thứ Sáu tuần trước. Cái chết của ông Dung được văn phòng giám định y tế thành phố phán quyết là một vụ giết người. Dung sinh ra ở Venezuela và sau đó chuyển đến Colombia cùng gia đình trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ vào những năm 1970, theo cáo phó của ông. Người đàn ông 56 tuổi này tốt nghiệp Đại học Colombia và trường Y Đại học New York. Các bạn cùng lớp đặt cho ông biệt danh 99 vì ông thường xuyên hoàn thành ở phân vị thứ 99 trong các kỳ thi của mình. Không chắc liệu các cuộc tấn công của Alexander có được nâng cấp sau cái chết của Dung hay không. người phụ nữ châu Á bị buộc tội bắn chồng trong khi tranh cãi. Houston, Texas Một phụ nữ đã bị bắt và bị buộc tội sau khi bị cáo buộc bắn chồng mình tại một căn hộ hôm thứ hai. Gwen Quen, Quen Châu, 40 tuổi, bị buộc tội hành hung nghiêm trọng thành viên gia đình vì vụ nổ súng khiến người chồng 35 tuổi của bà ta bị thương. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng tại khu phố 2500 trên đường Tango Way. Người đàn ông được chở đến bệnh viện trong tình trạng ổn định cảnh sát cho biết cả hai vợ chồng đều cung cấp lời khai cho các thám tử. Châu sau đó đã bị buộc tội. Kẻ chạy trốn bị truy nã có thể đang làm việc ở khu vực Las Vegas với tư cách là thợ xăm mình. Las Vegas, Nevada Một người đàn ông bị cảnh sát Mỹ truy nã có thể đang làm thợ xăm ở khu vực Las Vegas. Theodore Teddy Lee, 36 tuổi, là một kẻ chạy trốn bị truy nã vì vi phạm lệnh quản chế trọng tội liên bang của anh ta ở Virginia nghi phạm đã bị kết án về các trọng tội liên quan đến súng và ma túy, đồng thời cũng đang bị truy nã về tội tấn công bằng vũ khí chết người. Theodore Lee được mô tả là một người đàn ông châu Á có hình xăm trên hầu hết cơ thể và có mối liên hệ với các băng đảng châu Á. Anh ta có tiền sử phạm tội bạo lực và không nên tiếp cận, đồng thời có quan hệ với khu vực Henderson. Một chiếc xe trước đây thuộc sở hữu của Theodore Lee được mô tả là một chiếc Toyota Camry 1999 và một chiếc Audi màu trắng 2014. Bất kỳ ai có tin tức của nghi phạm được yêu cầu gọi theo số 1-877-926-8332. Kính thưa quý vị, bản tin của người Việt Weekly đến đây là kết thúc, để không bỏ lỡ video mới, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông để lại lời bình luận về những sự việc xảy ra tại nơi mình đang sinh sống cho mọi người cùng biết. Chương trình sẽ được phát vào tối thứ năm hàng tuần. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an.